Tiếp tục với phần hệ bất phương trình bậc nhất, bài 65, người ta cho 3 trừ 7x nhỏ hơn hoặc bằng 31 và 5 trừ 4x lớn hơn 1. Và đầu tiên ta phải xem coi ý nghĩa của chữ và nghĩa là gì. Ý nghĩa của chữ và, ký hiệu là U ngược, được gọi là giao, nghĩa là lấy tất cả những nghiệm giống nhau của hệ bất phương trình, giống nhau thôi nha. Để trở về với hệ bất phương trình, ta giải từng bất phương trình một. Nếu ta không chuyển trừ 7x sang phía bên tay phải mà ta chuyển 3 thôi, thì ta làm như sau. Ta có chuyển 3 sang phía bên tay phải, ta được trừ 7x nhỏ hơn 28. Và ta cũng vậy, ta không chuyển trừ 4x sang phía bên tay phải, ta chuyển 5 thôi thì ta có trừ 4x lớn hơn trừ 4. Vì 5 mang qua phía bên tay phải là trừ 5 với 1 là trừ 4. Vậy, hệ bất phương trình tương đương như sau. Bất phương trình thứ nhất ta chia hai vế cho trừ 7. Ta được x lớn hơn hoặc bằng trừ 4. Ta đổi chiều của bất phương trình. Chiều của bất phương trình ban đầu là nhỏ hơn hoặc bằng. Ta đổi thành là lớn hơn hoặc bằng. 28 chia cho trừ 7 ta được trừ 4. Vậy, khi ta chia cho một số âm, ta phải đổi chiều bất phương trình. Và bất phương trình thứ hai cũng vậy, ta chia hai vế cho trừ 4, ta được x nhỏ hơn 1, ta đổi chiều bất phương trình. Bất phương trình là lớn hơn, ta đổi thành nhỏ hơn. Trừ 4 chia cho trừ 4, ta được 1. Ta sẽ giải thích như sau. Tại sao ta phải đổi chiều bất phương trình? Ví dụ như, ta có 6 lớn hơn trừ 6, điều này là đúng. Nếu ta chia hai vế cho trừ 3 mà ta không đổi chiều, ta vẫn giữ chiều của nó là lớn hơn. Ta xem coi kết quả như thế nào. 6 chia cho trừ 3 ta được trừ 2, lớn hơn 2, ta vẫn giữ nguyên chiều. Như vậy là sai. Trừ 2 không thể nào lớn hơn 2 được, vậy là sai. Vậy, khi nhân hay chia bất phương trình cho một số âm, ta phải đổi chiều bất phương trình. Ở đây, bất phương trình thứ nhất ta chia cho trừ 7, tức là một số âm. Ta phải đổi chiều bất phương trình. Chiều nhỏ hơn hoặc bằng đổi thành lớn hơn hoặc bằng. Và bất phương trình thứ hai ta chia hai vế cho trừ 4. Trừ 4. Ta phải đổi chiều bất phương trình là nhỏ hơn. Ban đầu là lớn hơn. Cái đó là phần giải thích. Nếu các bạn nào không muốn làm kiểu này, các bạn có thể chuyển trừ 7 sang phía bên tay phải và chuyển 31 sang phía bên tay trái. Cũng vậy. Và ta chuyển trừ 4x. Xin lỗi. Ta chuyển trừ 7x sang phía bên tay phải và chuyển 31 sang phía bên tay trái. Cũng vậy, ta chuyển trừ 4x sang phía bên tay phải và chuyển 1 sang phía bên tay trái. Thì các bạn khỏi cần phải đổi dấu. Nó dấu nó tự động đổi. Ở đây mình cố gắng, mình muốn ghi như vậy để cho các bạn nào lỡ thì đừng quên phải đổi dấu. Và ta được ghi gom nghiệm lại, ta được x lớn hơn trừ 4, x lớn hơn trừ 4 và x nhỏ hơn 1, x nhỏ hơn 1. Đây là nghiệm của hệ bất phương trình. X lớn hơn hoặc bằng trừ 4 và nhỏ hơn 1. Dấu bằng nha, xin lỗi hồi nãy nói quên dấu bằng. Ta có thể ghi lại bằng cách khác như sau. Hệ phương trình với chữ và ta đổi thành dấu ngoặc nhọn. 3 trừ 7x nhỏ hơn hoặc bằng 31 ta ghi lại đó là bất phương trình thứ nhất. 5 trừ 4x lớn hơn 1 đó là bất phương trình thứ hai. Và chữ và lúc này được thay thế bởi dấu ngoặc nhọn và kết quả lấy nghiệm của hệ bất phương trình với dấu ngoặc nhọn giống như lấy nghiệm của hệ bất phương trình với chữ và, nghĩa là ta lấy phần giao, nghĩa là lấy những nghiệm giống nhau. Tiếp tục giải hệ bất phương trình với dấu ngoặc nhọn. Hệ bất phương trình tương đương với ta chuyển 3 sang phía bên tay phải, ta được trừ 7x nhỏ hơn hoặc bằng 28. Và bất phương trình thứ hai chuyển 5 sang phía bên tay phải, ta được trừ 4x lớn hơn trừ 4. Và bất phương trình thứ nhất chia hai vế cho trừ 7, ta đổi chiều bất phương trình, x lớn hơn hoặc bằng trừ 4. Và bất phương trình thứ hai chia hai vế cho trừ 4, ta cũng đổi chiều bất phương trình, x nhỏ hơn 1. Gom nghiệm lại, ta gom nghiệm lại giống như bên này. Đối với dấu ngoặc nhọn và chữ và, ta gom nghiệm lại được. Chỉ có chữ và dấu ngoặc nhọn thôi là ta gom nghiệm lại được. Ta có x lớn hơn hoặc bằng trừ 4.
x lớn hơn hoặc bằng trừ 4 và x nhỏ hơn 1. Hai cách giải khác nhau, nhưng kết quả gồm nghiệm giống nhau. Đây là nghiệm. Các bạn có thể giải phía bên tay trái hoặc giải phía bên tay phải. Đây là cái phần giải thích thêm, đó là phần phía bên tay phải cho các bạn có thể hình dung được cách giải của hệ bất phương trình. Và x lớn hơn hoặc bằng trừ 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 1 được biểu diễn trên trục số như sau. Đây là trục số từ trừ vô cực cho đến cộng vô cực. Hai số ta cần chú ý đó là trừ 4 và 1. Trừ 4 nhỏ hơn nằm phía bên tay trái, 1 lớn hơn nằm phía bên tay phải. X lớn hơn hoặc bằng trừ 4, như vậy ta dùng dấu ngoặc vuông cho trừ 4. Và x nhỏ hơn 1, vậy ta dùng dấu ngoặc tròn. X ta đi từ trừ vô cực, từ trừ 4 cho đến cộng vô cực. Và x nhỏ hơn 1, ta dùng dấu ngoặc tròn và đi về trừ vô cực. Ta thấy nghiệm của nó là từ trừ 4 cho đến 1. Lấy trừ 4 nha, vì có dấu bằng. Tóm lại, ta chọn đoạn màu đỏ đen, lấy điểm trừ 4, không lấy điểm 1. Và cách ghi nghiệm, ta lấy x sao cho x nhỏ hơn 1. Giao với x sao cho x lớn hơn hoặc bằng trừ 4. Đây là cách ghi nghiệm. Ngoài ra các bạn có thể ghi cách khác là x thuộc về trừ 4 cho đến 1. Ở trừ 4 ta dùng dấu ngoặc vuông vì có dấu bằng, tức là ta lấy trừ 4. Và ở 1 ta dùng dấu ngoặc tròn là vì ta không lấy 1. Và ngoài ra các bạn cũng có thể ghi cách khác nữa là ta lấy x sao cho x lớn hơn hoặc bằng trừ 4, nhỏ hơn 1. Đây là 3 cách ghi nghiệm khác nhau. Các bạn có thể chọn một trong 3 cách. Ở đây chúng ta ghi ra 3 cách như vậy để cho các bạn hiểu. Chủ yếu là mình hiểu bài. Đến đây ta đã giải xong bài 65. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp nha.